ngày 5 tháng 6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Giao Thiện đã ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2018 với chủ đề Chống lại ô nhiễm chất thải nhựa. Tại buổi lễ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Giao Thiện kêu gọi các cấp, các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, trồng rừng, chăm sóc cây xanh, sử dụng tiết kiệm nguồn nhiên liệu, hạn chế sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật gây ảnh hưởng đến môi trường, đẩy mạnh công tác xã hội hóa bảo vệ môi trường, kiên quyết xử lý nghiêm hành vi gây ô nhiễm môi trường, tăng cường trồng và bảo vệ rừng. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu tham dự buổi lễ cùng đông đảo bà con nhân dân đã tổ chức dọn dẹp vệ sinh, nhặt vỏ chai, túi ni lông ở khu vực chợ Pọ, đồng thời bàn giao 2 thùng rác, 3 xe rổ chở rác của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ cho ban quản lý chợ Pọ để thu gom rác thải tại khu vực chợ.